Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 25 của bộ tiểu thuyết Quyết Thiếp Vong Hồn Ký, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Từ Đồ Sương lúc này hỏi: Thiếu hiệp bảo ta chỉ nghe có một câu thôi ư? Cam Đường đáp: Đúng vậy. Câu gì? Để khi nào phân thắng bại rồi tại hạ sẽ nói ra. Được lắm, cứ ước định như vậy đi là được. Cô nương đừng có hối hận nha. Phải rồi. Giữa lúc ấy thì Tư Đồ Sương bỗng biến sắc. Nàng để mắt nhìn ra ngoài đường rồi nói: Chúng ta đang bị theo dõi. Cam Đường lạnh lùng đáp: Tại hạ cũng đã phát giác ra số người theo ta từ 5 người trở lên. Tư Đồ Sương lại hỏi: Chẳng hiểu họ theo dõi thiếu hiệp hay theo dõi ta vậy? Theo tại hạ đoán thì chắc rằng họ theo dõi tại hạ. Thiếu hiệp nên xử trí thế nào? Cứ mặc kệ họ đi. Nhưng ta không thích để cho người bới lông tìm vết như vậy. Vậy thì để họ vĩnh viễn không thể nào theo dõi được là xong. Cam Đường từ lúc bị Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh tiết lộ thân thế xấu xa của mình, tính tình của chàng cũng biến đổi hẳn, không còn giống như trước nữa. Bây giờ dường như là chàng chẳng có quan tâm gì đến việc gì hết. Những cảm giác về mừng, giận, yêu, ghét, thương, vui, tự hồ như chàng không phân biệt được. Sự biến đổi này chẳng những đáng thương mà còn là đáng sợ nữa. Con người cao ngạo tự phụ, một khi phát giác ra thân thế dễ dàng của mình đã thành con số không thì còn gì mà mong mỏi. Một chàng võ sĩ thanh niên mà đi đến một chỗ tự thương tự ti thì tuyệt không tìm thấy danh dự ở đâu nữa. Nếu con người tự ti lại chuyển thành hận đời mà đem bản lãnh bước vào con đường ngã rẽ thì võ lâm tất sẽ đi đến chỗ đại loạn rất là đáng sợ, có khi còn đáng sợ hơn cả Bạch Bào Quái Nhân. Tư Đồ Sương nhìn Cam Đường bằng ánh mắt khác thường, nàng hỏi: Bây giờ thiếu hiệp động thủ hay là ta? Nàng nói tới đây rồi dừng lại chờ Cam Đường phản ứng. Cam Đường lạnh lùng đáp: Tại hạ không muốn giết người. Thiếu hiệp nói vậy là muốn nhường cho ta động thủ phải không? Nếu Tư Đồ cô nương muốn thế thì xin cứ tự tuyển. Giả tỷ đối phương là thủ hạ của Bạch Bào Quái Nhân thì thiếu hiệp có muốn để tên nào sống sót mà tra hỏi không? Cam Đường vừa nghe nàng nói, hai mắt của chàng trợn lên, mắt lộ sát khí rùng rợn, nhưng chỉ thoáng qua giây lát rồi biến mất. Chàng trở lại một cái thái độ nguội lạnh, lắc đầu đáp: Không cần đâu. Thái độ của Cam Đường khiến cho Tư Đồ Sương phải ngờ vực. Nàng kinh ngạc hỏi: Thiếu hiệp không nghĩ đến chuyện báo thù nữa hay sao? Thù ư? Tại hạ không muốn nghĩ đến nữa. Ta không thể hiểu được thái độ của thiếu hiệp. Cam Đường nhăn nhó cười nói: Chính tại hạ cũng không hiểu mình đây nè. Tư Đồ cô nương, nếu cô nương động thủ thì phải nhanh lên đi. Sau khu rừng lớn chừng 7 trượng vuông có một người ẩn nấp. Sau đống đá ngoài 10 trượng kia đại khái là có 3 người đang hướng về mé hữu. Chỗ này sau phiến đá lớn cũng có một người. Tư Đồ Sương cực kỳ kinh hãi vì Cam Đường chẳng những phát giác ra có người theo dõi mà còn biết cả nơi họ ẩn nấp ở đâu nữa. Thị thính của chàng thật là ghê gớm. Giữa lúc ấy thì tai của Cam Đường bỗng nghe một thanh âm đặc biệt của phái Thiên Tuyệt truyền vào nói: Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ là Bàn Cửu Nương đang chờ lệnh sai bảo đây. Có thể Bàn Cửu Nương đã dùng thuật tìm thính của bản môn mà nghe rõ câu chuyện đối thoại giữa hai người. Một sợ có sự hiểu lầm nên phải lên tiếng nhắc chàng. Đối với Cam Đường thật là một chuyện bất ngờ. Chàng sững sờ một lúc rồi lập tức dùng phép truyền âm của bản môn để hỏi lại: Bàn Hương Chủ, lai lịch cô này thế nào? Y là môn hạ phái Đông Hải. Chủ nhân, nàng là nhân vật thế nào? Cái đó chưa điều tra ra. Được rồi, không có chi cả. Các vị đi đi thôi. Tư Đồ Sơn dĩ nhiên không biết câu chuyện mật đàm giữa Cam Đường và Bàn Cửu Nương. Nàng ngơ ngác một lúc rồi nói: Thiếu hiệp chờ ta một chút. Tư Đồ cô nương bất tất phải phí công. Tại sao vậy? Họ đi cả rồi. Cam Đường chưa ngoảnh đầu lại thì đã biết có người theo dõi và đã đi rồi. Tư Đồ Sơn dường như là bán tính bán nghi. Nàng không nói gì nữa, giọt người nhanh như điện chớp. Nàng chạy quanh một lượt, quả nhiên trong vòng 20 trượng không có một bóng người nào.
Nàng đành buồn bã quay về nói: Thiếu hiệp, ta bội phục thiếu hiệp vô cùng. Cái đó đâu có gì đáng kể. Vậy chúng ta lên đường đi. Hai người lại tiếp tục rong đuổi. Đi được chừng 50 dặm thì trước mắt là một tòa thị trấn. Tư Đồ Sương đi chậm lại, nàng nói: Tới nơi rồi, xin thiếu hiệp theo xa xa một chút, đừng để họ chú ý. Cam Đường không nói gì, chàng lặng lẽ đi rất chậm, để cách quãng dây Tư Đồ Sương chừng 5 trượng. Đi qua thị trấn, tới trước một tòa biệt thự. Tư Đồ Sương quay lại đưa ánh mắt nhìn Cam Đường một lượt, rồi xuyên qua cổng mà vào. Cam Đường thấy ngôi biệt thự này có vẻ hiu quạnh tiêu điều, tự hồ là một biệt thự bỏ hoang lâu ngày không có người ở. Trong đầu óc của chàng bất giác hiện lên một vẻ mặt hung dữ của Âm Ti công chúa. Còn sự thật có đúng hay không thì một lát nữa sẽ biết thôi. Chàng ngần ngừ một chút rồi tiến bước vào. Ở trong cổng toàn một vẻ thê lương, lao cao ngập mắt, rêu phủ đầy sân, hoa cỏ lôi thôi, đền đài siêu đổ. Tư Đồ Sương đứng đằng xa vẫy tay một cái, Cam Đường thủng thẳng đi vào. Chàng lạnh lùng hỏi: Quý chủ nhân tạm trú ở đây hay sao? Phải rồi, mời thiếu hiệp đi vào. Chàng tiến vào, ở trong sân thì cỏ dại mọc ngập đùi, xung quanh nhà gạch dở ngói tàn, màn nhện chằng chịt, thật là một cảnh tịch mịch quạnh hiu và âm trầm lạnh lẽo. Nhưng đã đến thì phải vào. Chàng xuyên qua một dải hành lang tồi tàn, tới một gian nhà ngang thì hình như trước đây là nhà đọc sách. Ở trong nhà cát bụi ngập đến mắt cá. Trên bàn bát tiên lộ ra một cửa hầm, bật đi xuống bằng đá trắng. Cam Đường không khỏi giật mình, chàng không ngờ một ngôi nhà hoang phế này lại có một nhà hầm. Tư Đồ Sương lạnh lùng nói: Để ta dẫn đường cho, nào mời thiếu hiệp. Dứt lời, nàng tiến vào cửa hầm đi xuống. Đã vào trong này rồi thì khó mà biết trước được chuyện gì xảy ra. Cam Đường mạnh dạn tiến bước. Những bậc đá trắng chênh chếch đi xuống, đi được chừng 10 bậc thì cửa hầm tự động đóng lại. Cam Đường ngẩng đầu nhìn lại một lần, chàng không nói gì chỉ tiếp tục đi theo Tư Đồ Sương. Đi chừng 20 trượng thì hết bậc đá, đường hầm rẽ về mé hữu. Cứ cách vài trượng thì lại có một hạt minh châu soi sáng. Đường hầm lót toàn bằng đá trắng rất là sạch sẽ, không một chút bụi bặm. Trong đường hầm cách bố trí cực kỳ là khả quan, so với tòa lầu quan phế ở bên ngoài là hai thái cực. Đường hầm có rất nhiều lối rẽ và thấp thoáng có cửa ngõ, nhưng không thấy bóng người nào. Cam Đường ở trong lòng hồi hộp, nhưng cứ lầm lũi đi theo, tuyệt không lộ vẻ chi hết. Chẳng mấy chốc thì trước mắt của chàng đã hiện ra một tòa đại sảnh rất là ngăn nắp đầy đủ. Mọi thứ mà toàn là những vật quý giá. Đến cửa đại sảnh, chàng lại thấy 4 hán tử ăn mặc kỳ lạ, thân hình cao lớn, đúng là 4 tay võ sĩ Đông Hải. Bữa trước đã theo Tư Đồ Sương đến hang đại Phật. 4 gã này thấy Cam Đường đến nơi, vẫn đứng trơ trơ như tượng đá không chớp mắt. Cam Đường vào nhà đại sảnh rồi, chàng phát giác ra hai bên đều có cửa che bằng bức màn thêu, nhìn qua không rõ. Ngoài bức màn thêu là 8 thiếu nữ áo xanh chia ra từng phương vị mà đứng. Tư Đồ Sương trỏ vào chiếc ghế khách vị ở mé bên, bảo dơi Cam Đường: Mời thiếu hiệp ngồi. Bầu không khí trong sảnh đường thật là kỳ bí. Cam Đường gật đầu không nói gì, chàng ngồi xuống ghế để chờ xem diễn biến. 8 thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn Cam Đường rồi nở một nụ cười thần bí. Cam Đường giờ như không thấy. Chàng ngồi ngay ngắn mà ở trong lòng đầy mối nghi ngờ. Cứ trong bề ngoài thì nơi đây chỉ có vẻ thần bí chứ không có sát khí. Tấm rèm mé bên hữu dán lên, một bóng người lịch sự lạng mình đi ra. Chỉ một cái dán rèm thấp thoáng mà Cam Đường đã nhận thấy sau bức rèm thiêu trong nhà nội tẩm, cách bố trí cực kỳ là xa hoa. Người dán rèm đi ra là một thiếu nữ áo xanh. Ả đưa mắt nhìn Cam Đường rồi vai lại nhìn Tư Đồ Sương, chúc câu vạn phúc, ả nói: Đại thư lại một phen vất vả rồi. Cam Đường nghe tiếng kêu đại thư thì quan niệm Tư Đồ Sương vào hạng thị tỳ, nhưng coi cách thi lễ thì lại không phải. Chàng tự hỏi, vị chủ nhân chưa xuất hiện là ai, phải chăng là Âm Ti công chúa? Tư Đồ Sương nở một nụ cười lạnh nhạt, nàng hỏi thiếu nữ áo xanh:
Hiện giờ công chúa đang làm gì? Trầm Đường vừa nghe tiếng công chúa thì đã giật mình. Chàng cho mình là đoán trúng. Công chúa đây là âm ti công chúa Tôn Tiểu Hoa. Thiếu nữ áo xanh cười đáp. Không làm gì cả. Người vẫn ngồi chờ đại thư trở về. Được rồi. Tư Đồ Sương dán rèm đi vào. Chẳng bao lâu nàng lại trở ra vẫy tay nói. Các ngươi hãy lui ra. Tám cô thiếu nữ áo xanh lặng lẽ rút lui. Thiếu nữ áo xanh vừa nói chuyện với Tư Đồ Sương cũng vào ở trong phòng. Cả tòa đại sảnh chỉ còn lại Cam Đường và Tư Đồ Sương. Cam Đường bất giác cảm thấy nao nao ở trong dạ. Tư Đồ Sương bỗng lạnh lùng bảo Cam Đường. Thiếu hiệp, gia chủ đã ra đó. Ồ. Cam Đường hoang mang đáp một tiếng. Chàng vẫn ngồi yên không đứng dậy. Bất giác đưa mắt nhìn vào bức rèm ở mé bên hữu. Tư Đồ Sương từ từ tiến lại một tay dán rèm lên. Cam Đường thấy mắt của mình qua lên một cái, chàng đứng bật dậy như cái lò xo thổn mặt ra. Đột nhiên chàng ngừng thở, cặp mắt của chàng như bị thu hút như đá lâm châm, không di động qua phía khác nữa. Chàng ngờ vậy không biết đây sự thật hay là ảo ảnh đây. Chàng cũng không phân biệt được đây là thượng giới hay là chốn nhân gian. Phía trong cửa một vị nữ lang ăn mặc theo kiểu cung trang, màu áo màu vàng tươi, tuổi độ chừng 17-18. Nàng đẹp, đẹp lắm, khiến cho người trông thấy phải mờ mắt, tưởng chừng như là bao nhiêu cái đẹp của thiên hạ chung đúc hết vào người mỹ nhân này. Từ đầu cho đến chân chẳng có một chỗ nào là không đẹp, nhất là khổ người vừa vặn, bớt đi một phần thì gầy mà tăng thêm một phần thì mập. Trong khoảnh khắc này, Cam Đường dường như mất hết cả không còn một chút ý thức gì nữa. Thật là một kiệt tác của tạo vật. Không bao giờ chàng nghĩ tới trong thiên hạ lại có một người tuyệt thế giai nhân như vậy. Nhưng danh từ Đỗ Quán Siêu Đình dường như là cũng vì nữ lang này mà có. Cam Đường nhớ lại ngày chàng ở Ngọc Điệp Bảo thoái hôn thì dọc đường gặp một hương sa mỹ nhân. Khi đó chàng chưa được nhìn thấy Tây Môn Tú Dân. Chàng đã cho hương sa mỹ nhân là người trời ban, nhưng đem so với nữ lang trước mắt thì không có ăn thua gì hết. Lâm Dân, chàng đã cho là đẹp như thiên tiên, mà đứng bên cạnh nữ lang này thì hình ảnh của nàng lập tức bị xóa nhòa ngay. Ngoài ra, từ ngày len lỏi vào chốn giang hồ đến giờ, chàng gặp biết bao nhiêu thiếu nữ khác đều không đáng đếm xỉa đến. Người đời thường dùng những chữ thiên tiên để ca tụng sắc đẹp của một mỹ nhân. Nhưng lúc này thì nữ lang quả không hổ danh hai chữ là thiên tiên. Từ lúc chàng hiểu sự đời, chưa bao giờ chàng thấy một cảm giác kỳ lạ như lần này. Nhất là từ lúc biết rõ thân thế, chàng đã nguội lạnh hết thảy mọi chuyện. Thế mà bây giờ gặp nữ lang này, chàng lại quên cả cái bản ngã của mình. Nó có tồn tại nữa hay là không? Những cái gì vô hình đã làm cho chàng say sưa và mê mệt đến như vậy? Tư Đồ Sơn đảo mắt nhìn Cam Đường rồi từ từ cúi đầu, tựa hồ như nàng hổ thẹn mình xấu xa quá. Khoảnh khắc này thời gian dường như ngừng lại cả. Bầu không khí cũng không chuyển động nữa. Mùi hương thơm bỗng đưa vào mũi của Cam Đường. Nữ lang ăn mặc cung trang đã ngồi vào chư vị ở ghế bên cạnh. Nàng tới nhanh, nhanh quá. Nhìn không thấy cử động, tưởng chừng như là vẫn đứng nguyên ở một chỗ. Cam thiếu hiệp, mời thiếu hiệp ngồi. Tiếng quanh thỏ thẻ rung động đến trái tim. Cam Đường tự hồ như cả ba dạng 6.000 chân lông ở trong người của chàng đều như thư thái cả. Cam Đường như người mơ mộng vừa tỉnh giấc, chàng tự thẹn với thái độ ngây ngô của mình, nên cũng đỏ mặt lên, chàng rụt rè nói. Xin cô nương chỉ dạy cho cách xưng hô. Nữ lang áo vàng mỉm cười nói, thiếu hiệp hãy ngồi xuống đã. Miệng cười chím chím của nàng đủ khiến cho phấn son ở trong lục cung phải thất sắc. Cam Đường ốc mơ màng len lén ngồi xuống, chàng cúi đầu không dám để mục quan tiếp xúc với đối phương. Thanh âm của thiếu nữ cung trang lại véo giòn. Ta là Tôn Quỳnh Giao, trưởng môn phái Đông Hải là gia phụ. Nàng vừa báo tên họ và lai lịch một cách chân thành, Cam Đường liền đảo mắt nhìn đối phương kính cẩn nói. Té ra là thiếu môn chủ phái Đông Hải, tại hạ cam bệ thất kính. Thiếu hiệp khách khí quá đi. Theo thói quen, những người ở đây kêu ta bằng công chúa. Ồ, công chúa. Ta nghe nói Cam thiếu hiệp là dòng dõi của Võ Thánh mà. Cam Đường khác nào bị kim châm vào trái tim.
Chàng biết thân thế của mình đang tuổi hổ, mà lại mạo xưng là họ Cam, càng thêm bẻ bàng. Mũi kim vô hình này khiến cho chàng đang mơ màng trong giấc mộng say sưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Vẻ đẹp của đối phương đang uy hiếp chàng tự nhiên bị giải trừ. Tấm lòng tự ti lại nổi lên. Vẻ tuấn tú của chàng trai thanh lịch lại biến mất, để lộ một bộ mặt lạnh lùng ngơ ngẩn. Chàng trầm giọng đáp: "Tại hạ không phải họ Cam, đó chỉ là sự hiểu lầm thôi." Trung Quỳnh Giao trố mắt hỏi: "Lời đồn lầm ư?" "Chính vậy." "Vậy thân thế chính của thiếu hiệp là thiếu chủ của phái Thiên Tuyệt có phải không?" Cam Đường đau khổ đáp: "Cũng không phải." "Thế thì danh hiệu chân chính của thiếu hiệp là gì?" "Về điểm này xin tha thứ cho tại hạ khó mà trình bày." Tôn Quỳnh Giao mơ màng lắc đầu nói: "Thật là khó hiểu." Giữa lúc ấy thì bên trong đưa ra hai chén hương trà đặt trên trường kỷ giữa công chúa và Cam Đường. Trà thơm chén ngọc tỏ một mùi hương thanh đạm. Công chúa Tôn Quỳnh Giao nhìn Tư Đồ Sơn gật đầu nói: "Đại thư, ta cảm ơn đại thư." Rồi nàng nhìn Cam Đường nói: "Mời thiếu hiệp dùng trà." "Xin mời công chúa." Cam Đường ở trong lòng rất đỗi nghi ngờ. Bọn thị tỳ kêu Tư Đồ Sương bằng đại thư, công chúa cũng kêu nàng bằng đại thư, mà nàng lại kêu công chúa bằng chủ nhân thì thật là khó hiểu. Chàng cũng không tiện hỏi. Chàng thấy mình đoán sai. Chủ nhân Tư Đồ Sương không phải là Âm Ti công chúa, nên về điểm này chàng đã yên tâm được nhiều. Công chúa Tôn Quỳnh Giao gạn hỏi: "Thiếu hiệp, vậy bây giờ ta biết xưng hô với thiếu hiệp thế nào đây hả?" Cam Đường hững hờ đáp: "Tại hạ tạm thời thừa nhận thân thế mình ở Thiên Tuyệt Môn." "Tạm thời thôi ư?" "Chính thế." "Được lắm, thì thiếu chủ, bây giờ chúng ta quay vào chính đề." Cam Đường bất giác đảo mắt nhìn đối phương, thì giữa lúc ấy nàng cũng đưa mắt nhìn chàng. Bốn mắt nhìn nhau, lòng của Cam Đường đã phẳng lặng như nước hồ thu lại bắt đầu gợn sóng lăn tăn. Chàng nhận ra trong khóe mắt của Tôn Quỳnh Giao có một vẻ khác lạ, nhưng không phải là cái khác lạ đặc biệt. Chàng đã nhìn thấy quang cảnh này ở trong cặp mắt của Lâm Dân nhiều lần. Cam Đường vội đưa mắt nhìn ở chỗ khác. Chàng cảm thấy ánh mắt của đối phương khiến cho người ta phải suy nghĩ. Ánh mắt dường như vẫn đăm đăm nhìn chàng. May mà cảm giác tự ti đã ngăn trở. Không thì đối với một con người tuyệt sắc này, chàng không thể nào kềm chế tâm tình của mình được. Chàng khẽ hỏi: "Công chúa mời tại hạ đến đây có điều chi dạy bảo?" Tôn Quỳnh Giao lại mỉm cười đáp: "Thì thiếu chủ, ta không dám nhận cách xưng hô như vậy. Thiếu hiệp cứ gọi thẳng tên ta là được rồi." Nàng nói bằng một giọng thành thật ngây thơ, nhưng Cam Đường không dám chấp nhận. Chàng vội nói: "Khi nào mà tại hạ dám vô lễ đến như vậy? Sao thiếu hiệp còn rụt rè không giống thái độ của con người võ sĩ vậy? Vậy tại hạ giống ai?" "Ta thấy giống như thầy đồ đó." Rồi nàng bật tiếng cười, cả thanh âm rồi tiếng cười và vẻ mặt của Tôn Quỳnh Giao khiến cho người ta phải si mê. Cam Đường hận mình không thể cáo từ ngay lập tức. Chàng nghiêm nghị nói: "Vậy tại hạ xin càn rỡ kêu công chúa bằng Tôn cô nương." "Vậy thì hay lắm. Thì thiếu hiệp, ta nghe nói thiếu hiệp có một vị biểu thư có phải hay không?" Cam Đường không biết nên cười hay nên khóc. Chàng tự hỏi: "Chẳng lẽ đây là chính đề hay sao? Đối phương kêu mình đến đây chỉ mục đích đó thôi." Chàng buộc miệng hỏi lại: "Tôn cô nương mời tại hạ đến đây chỉ vì vấn đề này thôi?" Tôn Quỳnh Giao mặt ngọc ửng hồng, nàng đáp: "Ồ, không phải vậy đâu, ta thuận miệng hỏi vậy thôi. Xin cô nương chỉ thị cho biết còn điều chi dạy bảo." "Dạy bảo thì không dám, ta có một điểm nghi vấn mong rằng thiếu hiệp giải đáp cho." "Xin Tôn cô nương cứ nói ra." "Việc này bắt đầu từ bạch bào quái nhân mạo xưng là Tử Thần." Cam Đường thấy Tôn Quỳnh Giao đụng đến tâm sự của mình, chàng liền thừa cơ nói: "Trước hết tại hạ hãy xin cô nương trả lời cho một vấn đề." "Vấn đề gì?" "Cô nương căn cứ vào đâu mà nhận định bạch bào quái nhân không phải là Tử Thần ngày trước?" "Vì Tử Thần không còn sống ở nhân gian nữa." "Việc này đã xảy ra cách đây 60 năm, khi ấy chưa một ai trông thấy Tử Thần tán mạng mà." "Có chứ." "Ai vậy?" "Một vị trưởng lão của bản môn. Lão là người duy nhất chứng kiến vụ đó, hiện nay hãy còn sống." "Ngài ấy quý phái cũng tham gia vào chuyện tiểu trừ Tử Thần hay sao?" "Không, lão nghe tin chạy đến thì cuộc chiến đã kết thúc rồi. Chính vị trưởng lão đó đã ra tay mai táng cho Tử Thần." "Ủa, trưởng lão của quý phái lại không quan tâm gì đến di thể của hàng ngàn võ sĩ chính phái,
lại đi mai táng cho tử thần. Điều đó cũng là nguyên nhân, nhưng về điểm này không tiện trình bày. Tại hạ cũng không có ý muốn biết. Hiện tại ta muốn thỉnh giáo thiếu hiệp một vấn đề. Xin cô nương cứ hỏi, tại hạ biết điều gì xin nói hết. Thiếu hiệp có biết lai lịch bạch bào quái nhân không? Tại hạ không biết. Tôn Quỳnh Giao nhíu cặp lông mày rồi hỏi lại. Thiếu hiệp không biết thật ư? Chẳng lẽ cô nương không tin? Thiếu hiệp đã từng dùng tiếng tiêu để xua đuổi bạch bào quái nhân. Về điểm này thiếu hiệp giải thích thế nào? Cam Đường sắp đặt câu chuyện từ lúc vô tình nghe được tiếng tiêu ở Điệp Thạch Phong cho đến khi lọt vào tai của ma nữ kể lại một lượt. Tôn Quỳnh Giao biến đổi sắc mặt mấy lần. Lúc đầu nàng ngưng thần lắng tai, rồi lộ vẻ kinh dị, sợ hãi, khích động. Sau cùng nàng nghe Cam Đường kể đến chỗ chôn sống nữ ma thì hoa dung của nàng đã thất sắc. Nàng đứng lên rung giọng hỏi, thì thiếu hiệp có biết nữ ma đó là ai không? Tại hạ biết. Bà ta là ai? Bà là sư phụ của tử thần, tên gọi là Âm Ti công chúa Tôn Tiểu Hoa. Chàng buộc miệng nói ra rồi cảm thấy có điều gì khác lạ. Vì Âm Ti công chúa và chữ môn phái Đông Hải trùng họ thì nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Tôn Quỳnh Giao lại cất giọng run run hỏi, chính miệng bà ta nói ra phải không? Cam Đường liếc mắt nhìn đối phương, thấy dư vật tuyệt thế này lúc mừng lúc giận đều có một vẻ riêng. Vẻ mặt của nàng khích động lại càng khiến cho người ta phải si mê. Đầu óc của chàng hoang mang một lúc rồi chàng nghiêm nghị nói, đúng thế, chính miệng bà ta nói ra. Bằng một giọng sắc bén hơn, Tôn Quỳnh Giao hỏi, thiếu hiệp đã chôn sống bà ta ư? Cam Đường vẫn bình tĩnh, chàng thản nhiên đáp, kể ra thì chính lão tử thần thứ hai, tức là bạch bào quái nhân, đã dùng thuốc nổ phá tan thạch trận rồi lắp huyệt động để chôn sống mụ ta. Nhưng bà ta vẫn chưa chết. Nếu tại hạ không nổi tính hiếu kỳ khuân đá mở hang động thì mụ cũng đã chết rồi. Thế thì sự thật là bà ta chết về tay thiếu hiệp. Cam Đường cười nhạt trầm giọng nói, Tôn cô nương, tại hạ không muốn thành gã tử thần thứ ba. Đến lúc gặp tình trạng nguy hiểm thì chỉ còn đường chạy trốn. Tại hạ đã bị thương, công lực bị phong tỏa, phải cướp đường thục mạng mà chạy nên mới khuân đá lắp cửa hang. Đó chỉ là một chuyện bất đắc dĩ. Tại hạ vì muốn vãn hồi mạng sống mà phải làm như vậy. Nhưng cô nương muốn tránh phạt thế nào thì tại hạ cũng xin tiếp nhận. Tư Đồ Sương đột nhiên nói xen vào, dĩ nhiên là thế, đó có thể là một việc ngoài ý muốn. Cam Đường ngắt lời, tại hạ tuyệt không có ý biện bạch, cứ nói là tại hạ cố ý chôn sống mụ cũng không sao. Tôn Quỳnh Giao vẻ mặt hòa quản lại, nàng ngồi xuống ghế và hỏi, thiếu hiệp nói như vậy là ý gì? Cam Đường hào khí đã nguội lạnh, bây giờ lại bốc cháy. Mắt của chàng sáng lên rồi hiên ngang đáp, bạch bào quái nhân đã gây ra bao quyết kiếp trong chốn võ lâm, so với tử thần 60 năm về trước còn tệ hại hơn nhiều. Hắn làm cho toàn thể võ lâm phải ngày đêm nơm nớp lo sợ. Đã là một võ sĩ trong chính đạo thì ai mà không muốn giết hắn. Xét cho cùng thì Âm Ti công chúa là người tội đầu. Dù mụ có chết đến 100 lần cũng chưa đủ để đền bù tội lỗi. Giả tỷ tại hạ hôm ấy mà không bị thương và có đầy đủ lực lượng, tất cũng không tha cho mụ. Nhưng bà ta hành động như vậy là vì muốn báo thù cho chồng mà. Hành vi của tử thần ngày trước đến quỷ thần cũng phải phẫn nộ. Hàng ngàn võ sĩ đã bị mất mạng thì dù có chết đi cũng chưa chắc đã rửa được tội nghiệp. Lời của cô nương nói tại hạ thật không có đồng ý. Cam Đường nói theo chính nghĩa, không còn bài bác vào đâu được. Cả hai bên đều im lặng. Hồi lâu thì Tôn Quỳnh Giao mới thở dài nói, lời của thiếu hiệp rất hợp lý. Cái chết là để đưa kẻ ác về chỗ nghỉ ngơi. Thiên đạo tuần hoàn, giết người, người lại giết mình. Cam Đường gật đầu nói, cô nương thật là một bậc trí giả. Thiếu hiệp có biết Âm Ti công chúa xuất thân ở đâu không? Cam Đường là một người rất thông minh, chàng đã đoán ra một phần liền đáp, chắc cô nương biết rõ hơn tại hạ. Đúng thế, sở dĩ ta vào Trung Nguyên là vì việc đó. Cam Đường hơi ngạc nhiên hỏi, cô nương có thể nói rõ cho tại hạ biết được chứ? Tôn Quỳnh Giao gật đầu đáp, thiếu hiệp đã một lòng thành thật với ta, có lý đâu ta còn giữ bí mật. Đây là một chuyện bí mật võ lâm mấy chục năm nay tuyệt không ai biết. Bữa nay thiếu hiệp là người thứ nhất được nghe câu chuyện này. Cam Đường cảm thấy trong lòng phấn khởi, chàng hân hoan nói, tại hạ xin rửa tay nghe cô nương nói chuyện. Tôn Quỳnh Giao nói bằng một giọng buồn buồn, kể ra thì đây là một chuyện bẻ bàng cho bản môn.
Giữa lúc ấy thì một thiếu nữ áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước cửa đại sảnh, vẻ mặt rất là hoang mang. Ả run run nói: "Đại thư, có vệ đội trưởng xin vào ra mắt công chúa." Tôn Quỳnh Giao ngừng lại ra chiều do dự. Tư Đồ Sương tiến ra nói: "Bảo y hãy chờ một chút đi, hiện giờ công chúa không được rảnh." "Đại thư, việc này gấp lắm." "Việc chi mà gấp vậy?" "Ân vệ đội trưởng nói là xin công chúa định đoạt ngay cho." Tôn Quỳnh Giao lên tiếng: "Bảo y vào đây." Thiếu nữ áo xanh đứng đằng xa thi lễ rồi trở rót đi ngay. Chỉ trong chớp mắt, ở trước cửa sảnh đường đã có một thanh âm ồm ồm cất lên: "Thị vệ đội là Ân Bình xin vào ý kiến." Tư Đồ Sương giơ tay nói: "Mời đội trưởng vào." Một gã võ sĩ trung niên thân hình to lớn, mình mặc áo gấm tiến vào trước mặt của Tôn Quỳnh Giao. Cách chừng năm bước, gã khom lưng nói: "Tỳ chức có việc gấp xin diện bẩm công chúa." Tôn Quỳnh Giao tuy hơi khó chịu, nhưng thanh âm vẫn ngọt ngào, nàng hỏi: "Việc chi mà khẩn cấp vậy?" Thì vệ trưởng Ân Bình giơ tay lên, gã cầm một mảnh gỗ, hai tay đưa đến trước mặt của Tôn Quỳnh Giao rồi nói: "Xin công chúa coi đây." Tôn Quỳnh Giao kinh hãi kêu lên: "Quyết thiếp." Tam đường không muốn nghe chuyện riêng tư, nên từ lúc vệ đội trưởng Ân Bình vào sảnh đường, chàng đã quay đi chỗ khác. Hai chữ quyết thiếp đã khiến cho chàng kinh ngạc quay đầu lại. Chàng thấy thị vệ trưởng quả nhiên tay cầm mảnh gỗ in hình quyết thiếp. Giữa mảnh gỗ có bốn chữ triện: Tử Dòng Sắc Lệnh. Đúng là tiêu ký của Bạch Bào Quái Nhân mạo xưng tử thần. Tôn Quỳnh Giao cố giữ bình tĩnh hỏi: "Để hắn tìm đến đây càng hay. Ân đội trưởng, quyết thiếp này phát hiện lúc nào vậy?" "Trước đây nửa khắc ở trên cổng vào giường." "Ngươi vào đây hình thù thế nào vậy?" "Theo lời đệ tử bản môn báo cáo thì trước khi quyết thiếp xuất hiện không có dấu vết gì khác lạ cả." "Còn có chuyện gì nữa không?" "Phía dưới quyết thiếp còn có mảnh giấy đâu." Gã nói xong rồi một tay cầm mảnh gỗ, một tay cầm tờ giấy đưa lên. Tôn Quỳnh Giao đón lấy coi, nàng lộ vẻ căm hận nói: "Hắn dám dùng thủ đoạn đê hèn này ư?" Nàng cầm mảnh giấy đưa cho Cam Đường rồi nói tiếp: "Thiếu hiệp hãy coi đi, đừng ngại gì cả." Cam Đường cầm mảnh giấy coi, thấy viết mấy chữ như thế này: "Phái Đông Hải trước nay không có liên quan gì với các võ phái Trung Nguyên. Vậy sau ba canh giờ thiếp này đến nơi, lập tức phải rút lui khỏi ngôi nhà quan, trở về Đông Hải ngay tức khắc. Nếu không tuân lệnh thiếp này thì ngọc đá đều ra tro hết. Lúc đó đừng trách ta không báo trước." "Tử thần." Tôn Quỳnh Giao vẻ mặt xám xanh, nàng ngước mắt lên ngẫm nghĩ rồi nói: "Ân đội trưởng, truyền lệnh cho đệ tử ăn no rồi dự bị ứng chiến, đồng thời tăng cường các địa điểm phòng vệ." "Xin tuân lệnh vũ công chúa." Ân Bình nói xong rồi thi lễ lui ra. Tư Đồ Sương vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, bây giờ cũng không khỏi khẩn trương, nàng trầm giọng nói: "Công chúa, tại hạ nghĩ rằng chỗ này đã bị đối phương phát giác rồi, bọn họ tìm đến đây càng hay. Xin công chúa hãy nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ lại chịu quay về Đông Hải hay sao? Theo ý của tại hạ thì nên tạm lánh, để chờ chưởng môn nhân trở về." "Đại thư, ta muốn coi hắn đã ăn cắp được những công phu gì của bản môn. Như vậy há chẳng mạo hiểm quá hay sao? Ta chắc rằng đối phương chỉ biết bọn ta tạm trú trong tòa phế viện này, chứ chưa biết đến nhà hầm bí mật đâu. Nếu gặp nguy hiểm thì đó cũng là nơi rút lui tốt nhất." Tư Đồ Sương không nói gì nữa, Tam Đường lại lên tiếng: "Không nên coi thường bản lãnh của Bạch Bào Quái Nhân. Thủ hạ của hắn cũng không phải là hạng tầm thường." Tôn Quỳnh Giao trở lại bình tĩnh, nàng tươi cười nói: "Thì thiếu hiệp, xin thiếu hiệp hãy tạm rời đi, chúng ta còn có ngày tái hội." Tam Đường từ khi thấy quyết thiếp xuất hiện đến giờ, nhớ đến mối thù bị chôn sống ở trong hang Đại Phật. Một mặt chàng muốn trả ơn Tư Đồ Sương đã cứu mình, một mặt chàng nghĩ rằng mình là lực lượng duy nhất mà Nghĩa Mẫu đã trông cậy để đòi lại món nợ máu do Bạch Bào Quái Nhân mới gây ra ở trong Thiên Tiệt Địa Cung. Chàng lạnh lùng rồi đáp: "Tại hạ chưa nghĩ đến chuyện cáo từ, và còn muốn nghe cho hết vấn đề lúc nãy." Tôn Quỳnh Giao ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ba giờ kể ra cũng còn dài, bây giờ ta cứ thong thả nói chuyện xong rồi sẽ tính cũng vừa. Lúc nãy cô nương mới nói đến điều tuổi hổ của quý phái mà chưa đi vào chính đề. Ồ, việc này phải quay về 70 năm về trước,
Khi đó gia phụ cũng chưa có ra đời. Tệ tổ phụ vừa kế tiếp lên ngôi trưởng môn chưa được bao lâu, thì ở trong môn phái bỗng phát sinh ra một chuyện trọng đại. Ngừng một lúc, nàng bỗng kể tiếp. Tổ cô mẫu của ta yêu một võ sĩ Trung Nguyên lưu lạc ra Đông Hải. Tên của y là Diên Thiên Đống. Theo lời đồn thì phụ thân của Diên Thiên Đống là một tay hắc đạo kiêu hùng ở Trung Nguyên. Lão gây nên tội ác như non, nên các chính phái Trung Nguyên quyết chẳng dung tha, hợp lực cùng nhau tìm y mà sát hại. Khi ấy thì Diên Thiên Đống tuổi chưa đầy 20, sợ họ nhổ cỏ tận gốc nên phải lưu vong đến Đông Hải thì nuôi chí báo thù. Tệ cô tổ mẫu vì yêu y nên lấy y. Những môn võ học bí truyền của bản phái cũng truyền cho y. Cam Đường tỉnh ngộ kêu ủa lên một tiếng. Tôn Quỳnh Giao lại kể tiếp. Tệ tổ phụ phát giác ra tức giận vô cùng. Người bức bách tệ cô tổ mẫu phải đoạn tuyệt với Diên Thiên Đống. Nhưng cô tổ mẫu không nghe. Tệ tổ phụ giận đuổi Diên Thiên Đống về Trung Nguyên. Ngờ đâu cô tổ mẫu tự nhiên cũng mất tích. Đồng thời mất cả pho Thượng Nguyên Bảo Lục. Nó là một bí kíp truyền môn của bản phái. Tệ môn đã động viên toàn phái đi dò la, mà khác nào dò kim đáy biển, chẳng ra được manh mối gì hết. Tôn Quỳnh Giao quay sang Tư Đồ Sư nói: Đại thư, phiền đại thư đi kiểm soát lại cách bố trí một lần. Xin tuân mệnh. Tư Đồ Xuân lui ra rồi, Cam Đường nhân cơ hội này hỏi ngay: Thân thế của Tư Đồ cô nương có điểm nào khác thường chăng? Tôn Quỳnh Giao khẽ thở dài nói: Y là một người đáng thương. Đáng thương ư? Phải rồi, y ra bể rồi ngộ nạn, cả nhà không ai thoát chết. Một mình y trôi dạt đến bên đảo liền được cứu lên. Ta muốn kết nghĩa chị em với y, nhưng y không chịu. Y nhất định đòi làm người dưới quyền, nên mới có cách xưng hô buồn cười như vậy. Ồ, té ra nàng là người ở Trung Nguyên. Phải rồi, bây giờ chúng ta quay lại chính đề. Sau đó 10 năm, các giới võ lâm Trung Nguyên đồn đại tử thần tàn ngược giang hồ. Theo lời báo cáo thì thủ pháp giết người của tử thần giống hệt với thủ pháp phái Đông Hải. Tệ tổ phụ vì bận việc không thể đi được, nên phái 10 tay cao thủ vào Trung Nguyên để điều tra cho rõ. Một trong 10 tay cao thủ đó là vị trưởng lão đã một kích tử thần tán mạng. Rồi sao nữa? Những tay cao thủ võ lâm lục tục kéo đến, kẻ trước người sau có đến hàng ngàn, dây đánh tử thần. Vị trưởng lão đó điều tra ra được, phát giác ra tử thần chính là Diên Thiên Đống. Vì thế là lão mới mai táng cho y. Còn tệ cô tổ mẫu thì vẫn bạc tinh. Cam Được xúc động hỏi: Lệnh cô tổ mẫu có phải chăng chính là âm ti công chúa Tôn Tiểu Hoa? Đúng thế. Nếu vậy thì vụ này quả thật là một bí mật của võ lâm. Mấy chục năm nay, từ tổ phụ cho đến gia phụ vẫn tiếp tục điều tra xem cô tổ mẫu đã lạc lõng nơi đâu. Tòa nhà hầm này do tệ phái cấu tạo lên, làm một nơi tạm trú để tiện việc điều tra. Gần đây có tin đồn tử thần lại xuất hiện, gia phụ chắc rằng vụ này có liên quan đến cô tổ mẫu, nên mới phái người vào Trung Nguyên, với mục đích là tìm lại bí lục của bản phái. Công việc bố trí để điều tra, ngẫu nhiên phát giác ra thiếu hiệp, dùng tiếng tiêu của bản môn làm cho bạch bào quái nhân phải tháo lui. Vì vậy mà ta quyết tâm mời thiếu hiệp đến đây. Cam Đường thở phào nhẹ nhõm. Tôn Quỳnh Giao thuật chuyện xong rồi, không nói gì nữa. Bầu không khí trở lại tĩnh mịch. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện với nhau. Mùi hương thoang thoảng của người xử nữ thấm vào huyết mạch của Cam Đường. Lòng chàng lại nảy ra nhiều ý nghĩ. Tình trạng im lặng này càng ngấm ngầm phát huy những công dụng hấp dẫn cực mãnh liệt. Cam Đường tuy ngồi ngay ngắn, mắt không liếc dọc liếc ngang, nhưng dung nhan của người tuyệt thế giai nhân vẫn lẫn quẩn trong đầu óc của chàng bằng một hình bóng rất là rõ rệt. Lòng chàng trước đã phẳng lặng như nước hồ thu, bây giờ lại lăn tăn gợn sóng. Cam Đường đã đem cái thân thế xấu xa của mình để dẹp bỏ những ý nghĩ hoang mang mà không được. Hình ảnh của con người đẹp như thiên tiên vẫn bám chặt lấy đầu óc của chàng. Hai người ngồi yên lặng với nhau một hồi lâu. Tôn Quỳnh Giao bỗng cất tiếng: Thiếu hiệp. Cam Đường giật mình quay lại, mục quan của hai người chạm vào nhau lần nữa. Chàng rung lên rồi tự hận mình, sao lại quỷ mị khiếp nhược đến như thế. Hai người cùng đỏ mặt, cái đỏ mặt này đại biểu cho điều gì? Tôn Quỳnh Giao lại hỏi: Tại sao thiếu hiệp không nói gì cả vậy?
Tam Đường liếu lưỡi đáp: Ồ, tại hạ không có điều gì mà nói. Thiếu hiệp, ta nghe Tư Đồ đại thư nói thiếu hiệp có một cô biểu thư đẹp lắm, có phải không? Tam Đường nhớ tới Lâm Vân rồi liên tưởng đến thân mẫu của chàng là người bất trinh. Những ý niệm phức tạp lại tiêu tan lần nữa. Chàng hỏi: Cô nương hỏi đến y làm chi? Tôn Quỳnh Giao nở một nụ cười mê hồn, má của nàng đỏ hay hay như án mây hồng. Bằng một giọng rất dịu dàng nàng hỏi lại: Thiếu hiệp yêu y lắm có phải không? Tam Đường không thể phủ nhận mình đã yêu Lâm Vân. Nàng đối với chàng có một mối tình rất là sâu xa, khó lòng mà báo đáp được. Nhất là từ khi chàng phát giác ra mình và Lâm Vân là biểu huynh biểu muội với nhau, thì bao nhiêu tình cảm chàng nguyện dâng hết cho nàng. Nhưng hiện giờ sự thật tàn khốc lại làm cho chàng biến đổi quan niệm. Chàng không muốn kết hợp với nàng vì tấm thân của chàng ô uế, mà còn yêu nàng là tiết mãn ái tình. Chàng cảm thấy mình không còn xứng đáng với Lâm Vân nữa. Vì vậy chàng buộc miệng nói: Không. Tôn Quỳnh Giao ngạc nhiên trố mắt hỏi: Thiếu hiệp không yêu y? Thực tế đó là thiếu hiệp tự dối lòng. Sao cô nương lại nói vậy? Thiếu hiệp tưởng làm Tư Đồ sư là y, rồi đã biểu diễn một màn kịch sôi nổi. Cái lỗi vô tình của tại hạ đã tạ tội với Tư Đồ cô nương rồi. Thiếu hiệp, tấm thân thiếu nữ mà bị một chàng trai lạ ôm lấy thì thiếu hiệp thử nghĩ xem, thiếu nữ ấy có cảm tưởng gì chứ? Tâm Đường nghe câu này ở trong dạ rất là băn khoăn. Chàng ngẩn ngơ đáp: Đã là nhi nữ trong võ lâm, tưởng không nên câu nệ tiểu tiết. Lý thuyết như vậy, nhưng người ở trong cuộc đời lại nghĩ khác đó. Theo ý cô nương thì thiếu hiệp cứ an tâm, y đã nguyện lượng cho thiếu hiệp rồi. Tại hạ rất lấy làm ấy nấy. Thiếu hiệp có biết tại sao y dẹp bỏ chuyện đó đi không? Tại sao? Tôn Bình Giao bẽn lẽn cười nói: Vì y thương ta. Nàng nói xong rồi cúi đầu xuống. Cam Đường chỉ hiểu lờ mờ chàng giúp hỏi: Nàng thương Tôn Quỳnh Giao thì sao lại lượng thứ lỗi lầm cho mình? Ý câu nói này là thế nào? Nhưng chàng suy đi nghĩ lại thái độ của đối phương thì hiểu ngay. Tư Đồ Sương thương Tôn Quỳnh Giao mà Tôn Quỳnh Giao lại yêu chàng, nên Tư Đồ Sương mới hy sinh cho nàng. Bóng người thấp thoáng, Tư Đồ Sương đã quay về sảnh đường. Cam Đường ngấm ngầm thở phào một cái, tưởng chừng như mình được giải dây. Vì chàng đang lúng túng sợ câu chuyện tiếp tục kéo dài. Tôn Quỳnh Giao ngẩng đầu lên nói: Đại thư, đại thư lại một phen vất vả rồi. Sao công chúa lại nói vậy? Đó là bổn phận của tại hạ. Chà, công chúa ơi, cơ cục này xem chừng như có vẻ nguy nan đó. Đối tượng của quyết thiếp lại nhằm vào hành tung của thiếu hiệp đây. Tôn Quỳnh Giao liếc mắt nhìn Cam Đường nàng nói: Dưới nhà hầm này rất là an toàn. Tư Đồ Sương cho là không đúng, nàng lên tiếng nói: Cái đó chưa chắc đâu. Nếu đối phương lại thi hành thủ đoạn như ở hang Đại Phật thì phải chăng đại thư muốn nói là đối phương sẽ dùng chất nổ? Đúng thế. Ừ, nếu thế thì đáng lo thật. Tâm Đường xoay chuyển ý nghĩ, chàng đứng dậy nói: Xin cô nương cho tại hạ cáo từ. Vừa rồi chàng tỏ ý muốn ở lại mà bây giờ lại xin rút lui, hành động của chàng thật là đột ngột. Tôn Quỳnh Giao ngẩn người ra, cặp mắt của nàng lộ vẻ quyến luyến, nhưng Cam Đường giờ như không thấy. Hồi lâu thì Tôn Quỳnh Giao mới cất giọng buồn buồn nói: Thôi được, thiếu hiệp bất tất phải lưu lại đây để chịu sự nguy hiểm. Tại hạ mong rằng có ngày tái ngộ. Cam Đường buộc miệng đáp: Tại hạ cũng mong như vậy. Tôn Quỳnh Giao lây quanh đứng dậy, nàng quay lại bảo với Tư Đồ Sư: Nhờ đại thư tiễn khách giùm cho. Xin vâng, mời thiếu hiệp theo ta. Cam Đường nhìn Tôn Quỳnh Giao chắp tay vái chào, nhãn quan của hai người ngẫu nhiên lại đụng vào nhau. Khóe mắt này đủ biểu lộ tâm tình, nhưng Cam Đường chẳng dám đứng lâu. Chàng sợ mình không kềm chế nổi, rồi lòng lại đi đến những hậu quả khó mà gỡ ra được. Cam Đường vái chào xong rồi trở gót đi theo Tư Đồ Sương ra khỏi sảnh đường. Ở phía sau chàng còn văng vẳng tiếng thở dài. Có khi hai cô cho là chàng vì sợ bạch bào quái nhân mà vội vã ra đi như vậy. Hoàn cảnh ở nơi đây khác hẳn với lúc chàng đến. Mỗi một cửa ngách đều có võ sĩ canh giữ, đào kiếm tuốt ra khỏi vỏ sẵn sàng, người nào cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Ra khỏi nhà hầm, Tư Đồ Sương lạnh lùng nói: Thiếu hiệp, chắc thiếu hiệp hiểu tâm ý của công chúa rồi. Cam Đường không khỏi nao nao ở trong dạ, nhưng chàng giả vờ như không biết hỏi lại: Tâm ý của Tôn cô nương thế nào? Đây là lần đầu tiên nàng đem lòng yêu một chàng trai. Ủa, Tôn cô nương... Chàng trai đó chính là thiếu hiệp.
Tư Đồ Sơn nói quệt tẹt ra, khiến cho Cam Đường không thể ẩm ợ được nữa. Chàng ngần ngừ không biết phải trả lời thế nào. Nếu chàng thẳng thắn cự tuyệt, tất làm cho Tôn Quỳnh Giao phải đau lòng. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: được công chúa có lòng quá yêu thương, tại hạ cảm kích vô cùng, nhưng tại hạ e rằng công chúa sẽ phải thất vọng. Thiếu hiệp, trong thiên hạ một trang tài mạo song toàn như công chúa e rằng không kiếm đâu được người thứ hai nữa. Đó là sự thật hiển nhiên, tại hạ thừa nhận điều đó. Thiếu hiệp không động tâm chút nào sao? Con người không phải là thần thánh, cũng không phải là gỗ đá, tại hạ không động tâm thế nào được. Thế là thiếu hiệp đã yêu công chúa rồi còn gì? Không được, tại sao? Tư Đồ cô nương, mỗi người có một lập trường riêng, lại có một hoàn cảnh đặc biệt, vì thế mà nhiều khi phải hành động trái với tâm nguyện. Tại hạ biết rồi, vì các hạ đã yêu tha thiết lệnh biểu thư, có đúng thế không? Cam Đường nhăn nhó cười nói: xin cô nương miễn thứ cho tại hạ khỏi phải trình bày về vấn đề này. Tư Đồ Sơn cười nhạt lên tiếng. Nàng vẫn không chịu buông tha nói: hình như thiếu hiệp đã nói là không yêu lệnh biểu thư mà. Đúng thế, vậy thì tại sao lại không tiếp thụ tình yêu của công chúa? Cô nương nên biết cho rằng có một thứ mà người ta không thể miễn cưỡng, đó là tình yêu. Tư Đồ Sương chăm chú nhìn Cam Đường hồi lâu, rồi nói bằng một giọng buồn buồn: xin thí hiệp tùy tiện. Cam Đường nghiêng mình đáp lễ: xin cô nương quay trở lại. Chàng rảo bước ra khỏi khu vườn quan, một cảm giác bén nhạy cho chàng biết là trong khu vườn này chỗ nào cũng có người mai phục và toàn là những tay cao thủ. Cuộc phòng vệ ở nơi đây có thể nói là nghiêm mật. Còn bản lãnh của Tôn Quỳnh Giao và Tư Đồ Sơn thì chàng không biết thế nào mà phán đoán. Nhưng cứ lấy những tay cao thủ thông thường để đối phó với bạch bào quái nhân thì hậu quả có thể biết được ngay. Tỷ như ở Thiên Tuyệt Địa Cung, nếu chàng không kịp Quan Lâm xuất hiện thì dù cho cả tòa địa cung có ra sức chiến đấu với bạch bào quái nhân cũng e rằng khó còn có người nào sống sót. Bọn người che mặt thủ hạ của bạch bào quái nhân cũng toàn là những tay cao thủ hạng nhất của võ lâm, từng làm chấn động giang hồ. Cuộc chiến này hung khiết ra sao khó mà đoán trước được. Cam Đường ra khỏi khu vườn quan thì mặt trời đã xế chiều. Chàng tính ra thì cách đây giờ này quyết thiếp đã hẹn không còn bao lâu nữa. Bốn bề im lặng như tờ, nhưng đây chỉ là cái im lặng trước một cơn sóng gió. Cách vườn quan không xa có một khu rừng rộng chừng mấy mẫu. Cam Đường đảo mắt nhìn qua khu vườn, ở trong lòng của chàng có tính toán sẵn rồi. Chàng liền gia tăng cước bộ đi về phía ngược chiều với khu rừng rậm. Đầu óc của chàng vẫn hiển hiện hình ảnh của con người tư dung tuyệt thế là Tôn Quỳnh Giao. Hỡi ơi, người đẹp như ngọc, nhưng đáng tiếc là chàng không có phước hưởng thụ. Bất giác Cam Đường liên tưởng đến Lâm Vân. Nàng bị kích thích quá mạnh mà bỏ đi. Tình trạng của nàng hiện nay ra sao chàng cũng không biết. Bất tình lình một bóng người lướt tới bên chàng. Thiếu chủ. Cam Đường định thần nhìn lại thì người xuất hiện rõ ràng là viện trưởng viện Thiên Oai Trình Kỳ. Chàng reo lên: ô kìa, Trình viện chúa. Cùng hỷ thiếu chủ bình an. Sao Trình viện chúa lại tới đây? Thiếu chủ được người phái Đông Hải mời đến khu phế viện này. Ti tòa hay tin sợ xảy ra chuyện bất trắc nên phải bố trí công cuộc đề phòng. Trước đây mấy canh giờ, đệ tử của tuy tòa phát hiện quyết thiếp ở trên cổng giường thì đoán ra vụ này có liên quan đến thiếu chủ. Ti tòa đã đưa tin gấp kêu hơn trăm đệ tử của hai viện Thiên Oai và Thần Võ hiện đã bày trận chung quanh khu vườn quan rồi. Thiếu chủ chỉ thị cho ti tòa biết phải làm gì bây giờ. Tâm Đường trong lòng cực kỳ kích động. Chàng nghĩ mình giữ địa vị cao cả trong Thiên Tuyệt Môn, nhưng thân thế của chàng khiến cho chàng rời bỏ địa vị này. Hiện giờ chàng chưa hoàn thành tâm nguyện của Thái Phu Nhân, tạm thời còn phải giữ địa vị đó. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng đáp: quý thính giả thân mến, quyết thiếp Vong Hồn Ký phần 25 của tác giả Trần Thành Vận đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 26 tiếp theo. Xin tạm biệt.